các bạn đã trở lại với chương trình của mình. Hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi một chuyến hành trình cùng với tất cả hội của các bác Land Cruiser sử dụng những dòng xe Nhật cũ và lâu nhất. Hành trình của mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn theo chân mình và đi theo một chuyến hành trình xuyên từ Sài Gòn theo tất cả các anh em đi lên tới Buôn Mê Thuột. Hành trình của mình hiện giờ mình sẽ dừng chân tại Lê Hoàng, mình dừng tạm chân với Lê Hoàng. Thì trước kia mình tập trung tại công tắm Kiều Giang quận 9. Mình chạy đến đây để mình chờ một số các bác đi đến đoàn và cùng mình nữa. Chính vì vậy thì bây giờ mời các bác và các bạn cùng mình trải nghiệm số cung đường và mình đi đến đâu mình sẽ chia sẻ để cho các bạn để theo những cung đường đó các bạn có thể đi theo mình và làm một chuyến hành trình cùng với tất cả mọi người. Cái chuyện ăn uống em nghĩ là thuộc dạng là tùy nghi giống như ông Thuận vậy đó. Nam Ca xong cuối cùng là khách sạn. Rồi xong. Đúng rồi Nam Ca đó. Cuối cùng là dân nghĩa ta kìa à qua tao bữa đi ngoài nha. Nghe được ok rồi. Bây giờ đoàn mình đang dừng chân giữa chừng. Tất cả đi đoàn gồm nay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khoảng hơn 10 chiếc và leo đèo các kiểu. Thì bây giờ vì đi Land Cruiser chứ vậy mình đoàn nó sẽ chọn những cung đường hay khó khó một tí để đi cho đúng chất của cái Land Cruiser và đi lên Buôn Ma Thuột. Và với cung đường này thì nó sẽ rất là khó, nào là đường dốc, đường đá, rồi tí xíu nữa thì có bị bắn tốc độ nữa. Nhưng mà không sao, vui là chính. Bạn có thể follow mình trong chuyến hành trình này. Mình sẽ chia rất nhiều tập để cho các bạn xem. Rồi bây giờ dừng chân tí xíu, các bạn có thể xem đoàn xe của mình. Rồi mình sẽ đi đến đâu quay xin đó để chia sẻ đến cho tất cả các bạn cùng xem. Bây giờ chúng ta ghé trạm dừng chân, không phải lộn, ghé ăn đám cưới. Bây giờ đoàn đang dừng chân giữa cái đường này, mình cũng không biết cái con đường gì nữa. Chỉ muốn chia sẻ cảnh quan cho tất cả các bạn và một số video về cảnh ăn uống thôi. Chứ bây giờ là đoàn lên nên thiết kế một cung đường vẫn là hết sức rồi, là khủng khiếp. Đi vô đường hẹp, đường lội các kiểu, hai cầu ba cầu tùm lum hết trơn. Cái sau lưng mình rất là đẹp và bây giờ các bạn hãy cùng mình chiêm ngưỡng những cảnh quan ở đây. Này, muốn uống thì vô tự làm tự uống luôn.
quán này là bên đây còn nữa nè. Nó thôi rồi, lỏng. Ủa nước lạnh hết à? Rõ mẹ đâu. Ấm được rồi. Được, lấy ly vậy. Rõ mẹ đâu. Còn bên đây nè, anh bên đây còn nè. Điều quá. Đây khỏi chưa? Nhưng à, không có chuyên nghiệp gì hết trơn à. Chán ghê, biết ăn không à. Yếu sinh lý rồi, còn quấy không đều rồi còn mắc cận nữa chứ. Thôi, đây rút đi. Không còn sữa đâu. Ôi, đâu rồi. Thôi được rồi, điều gì tao uống liền hết á. Rồi, thôi, đi. Đá vô không nội. Thôi, đẹp. Vẫn chưa tới nơi. Thành phố Buôn Mê Thuột vẫn đang ở phía trước. Thành phố Buôn Mê Thuột vẫn đang vẫy gọi. Và sau gần hơn 12 tiếng lái xe vẫn chưa tới đâu và đâu hết. Chủ yếu là đi vòng 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 chơi, đi qua cái con đường từ đèo Bảo Lộc cho đến con đường gì nữa quên này. Dài gì đây. Mình sẽ có bài chi tiết hơn để nói về những con đường đó. Khi đi dọc đường, người nghỉ, cà phê, rồi đổ xăng đi chơi mà, thành ra là không có gì để tôi gửi hết. Mình chỉ gửi những hình ảnh đẹp và những video đẹp để cho các bạn cùng xem.